Xin chào mừng các em học sinh đã đến với môn âm nhạc lớp 9. Hôm nay chúng ta học tiết 13, gồm 2 nội dung. Nội dung 1, ôn tập bài hát Lý Kéo Chài. Nội dung 2, tập đọc nhạc Giọng Rê Thứ, tập đọc nhạc số 4. Chúng ta sẽ cùng vào nội dung 1 của bài học ngày hôm nay, ôn tập bài hát Lý Kéo Chài, dân ca Nam Bộ đặt lời mới Hoàng Lân. Và xin mời các em cùng nghe lại bài hát này một lần. Và bây giờ cô xin mời các em cùng nghe nhạc và hát lại bài hát Lý Kéo Chài, dân ca Nam Bộ.
em chúng ta sẽ hát lại lần thứ hai bài hát Lý Kéo Chài, kết hợp hình thức hát sướng và hát xô. Các em đã được ôn lại bài hát Lý Kéo Chài. Vậy qua nội dung của bài hát Lý Kéo Chài muốn giáo dục chúng ta điều gì? Qua nội dung bài hát muốn giáo dục học sinh các em phải biết yêu mến các làn điệu dân ca và tinh thần lạc quan trong lao động, trong cuộc sống, giáo dục các em ý thức trân trọng và bảo vệ bản sắc văn hóa âm nhạc dân tộc. Qua đây, chúng ta phải học tập tốt, tu dưỡng đạo đức thật tốt, phải giữ cho lớp luôn sạch đẹp, yêu thiên nhiên, yêu quê hương, có ý thức xây dựng. Mời các em tiếp tục đến với nội dung thứ hai, tập đọc nhạc 1, giọng rê thứ. Thế nào là giọng rê thứ? Xin mời các em chúng ta hãy cùng lắng nghe và quan sát ví dụ ở trên màn hình. Giọng rê thứ có âm chủ là âm rê. Hóa biểu của giọng rê thứ có một dấu dáng là si dáng. Giọng rê thứ tự nhiên có cấu tạo như sau: rê, mi, fa, son, la, si, đô, rê. Trong đó rê, mi là một cung, mi, fa là nửa cung, fa, son một cung, son, la một cung, la, si một phần hai cung, si, đô một cung và đô, rê một cung. Các em lưu ý, trong giọng rê thứ tự nhiên có nốt si dáng, vì vậy quãng la si dáng là 1 phần 2 cung và si dáng đô là 1 cung. Tiếp theo, các em quan sát giọng rê thứ hóa thanh.
giọng Rê Thứ Hòa Thanh có âm bậc 7 tăng lên nửa cung. Âm bậc 7 của giọng Rê Thứ Hòa Thanh đó là âm đô, được tăng lên 1/2 cung. Và lúc này quãng si giáng đô sẽ trở thành 1/5 cung. Cho nên chúng ta có thang âm Rê Thứ Hòa Thanh gồm có các quãng như sau: Rê mi 1 cung, mi pha 1/2 cung, pha son 1 cung, son la 1 cung, la si nửa cung, si đô 1/5 cung và đô rê nửa cung. Và như vậy các em đã thấy giữa giọng Rê Thứ tự nhiên và giọng Rê Thứ Hòa Thanh có sự khác biệt nhau ở âm bậc 7. Ở nhà thì các em sẽ ôn kỹ cho cô giọng Rê Thứ tự nhiên và giọng Rê Thứ Hòa Thanh. Và tiếp theo, cô xin mời các em chúng ta sẽ cùng sang phần 2, tập đọc nhạc. Tập đọc nhạc số 4, đoạn trích trong bài Cánh Én Tuổi Thơ, nhạc và lời Phạm Tuyên. Bây giờ xin mời các em quan sát bản nhạc và cho cô giáo biết bài tập đọc nhạc số 4 viết ở nhịp bao nhiêu, có những ký hiệu âm nhạc nào và bài được viết ở giọng gì. Bài tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp 2-4, có sử dụng các ký hiệu âm nhạc như dấu nối, dấu lặng đen, dấu chấm dôi. Tính chất của bài vui tươi, sôi nổi và chúng ta đọc ở tốc độ vừa phải. Bài tập đọc nhạc được viết ở giọng Rê Thứ Hòa Thanh và có nốt pha thăng bất thường ở ô nhịp thứ 10. Các em cùng quan sát bản nhạc và các ký hiệu âm nhạc đã được đánh dấu vòng tròn đỏ ở trên bản nhạc. Tiếp theo, xin mời các em hãy quan sát bài tập đọc nhạc và cho cô biết bài tập đọc nhạc có thể chia làm mấy câu. Bài tập đọc nhạc số 4 được chia làm 4 câu. Câu 1, từ đầu đến tuổi thơ. Câu 2, từ những cánh én đến và thơ. Câu 3, từ em ước mong đến bóng mây. Và câu 4, để ngàn chim hót đến én bay. Và trước khi vào bài tập đọc nhạc, xin mời các em chúng ta sẽ khởi động giọng. Các em đọc thang âm Rê Thứ Hòa Thanh. Các em đọc lại lần 2. Các em đọc lại lần 3. Và bây giờ trước khi vào học bài tập đọc nhạc số 4 Cánh Én Tuổi Thơ,
Mời các em chúng ta sẽ cùng nghe giai điệu của bài tập đọc nhạc. Tiếp theo, mời các em nghe tập đọc nhạc từng câu. Trước hết, xin mời các em sẽ cùng lắng nghe giai điệu của câu nhạc số 1, 3 lần. Mời các em đọc câu số 1, lần thứ nhất. Các em đọc lại câu số 1, lần 2. Mời các em đọc lại câu số 1, lần 3. Và tiếp theo, cô xin mời các em sẽ lắng nghe giai điệu của câu số 2, 3 lần. Và bây giờ cô xin mời các em sẽ cùng nghe nhạc và đọc câu số 2, lần 1. Mời các em đọc câu số 2, lần 2. Mời các em đọc câu số 2, lần thứ 3. Và vừa rồi chúng ta đã được tập đọc nhạc câu số 1 và câu số 2. Xin mời các em nghe nhạc và chúng ta ghép câu 1 và câu 2. Mời các em cùng tập đọc nhạc câu số 1 và câu số 2, lần 2. Các em tiếp tục đọc tập đọc nhạc câu 1 và câu 2, lần 3. Mời các em tiếp tục đến câu tập đọc nhạc số 3. Trong câu số 3 chúng ta thấy có nốt pha thăng, đó là dấu hóa bất thường. Mời các em nghe câu số 3, 3 lần. Mời các em nghe nhạc và đọc câu số 3, 3 lần.
Mời các em tiếp tục đọc câu số 3, 3 lần. Xin mời các em chúng ta cùng vào tập đọc nhạc câu số 4. Các em lưu ý ở trong câu số 4 có nốt đô thăng. Các em cùng nghe nhạc 3 lần. Và tiếp theo cô xin mời các em sẽ cùng đọc nhạc hòa theo tiếng đàn 3 lần. Xin mời các em sẽ đọc câu số 4 3 lần nữa. Các em đọc lại lần 3. Tiếp. Cô mời các em cùng nghe nhạc và chúng ta sẽ ghép câu 3 và câu 4. Mời các em cùng tập đọc nhạc câu 3 và 4 lần 2. Các em hãy tiếp tục thực hiện tập đọc nhạc câu 3 và 4 lần 3. Vừa rồi các em đã được đọc 4 câu tập đọc nhạc trong bài tập đọc nhạc số 4. Và bây giờ cô xin mời chúng ta sẽ cùng ghép toàn bộ bài đọc nhạc lần thứ nhất. Cô mời các em chúng ta cùng thực hiện ghép bài tập đọc nhạc cả bài lần 2. Tiếp theo mời các em sẽ cùng nghe nhạc và thực hiện tập đọc nhạc ghép lời ca toàn bài tập đọc nhạc số 4.
xin mời các em sẽ tiếp tục đọc bài tập đọc nhạc và thực hiện vỗ tay theo phách một lần. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây đã kết thúc. Ở nhà, các em hát thuần thục bài hát Lý Kéo Chài, hát đúng lời ca, giai điệu và diễn cảm đúng sắc thái của bài hát. Ôn tập lại bài tập đọc nhạc số 4 và xem trước nội dung cho tiết học sau. Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Xin được chào quý thầy cô và các em. Chúc quý thầy cô và các em mạnh khỏe. Chúc các em học tập tốt.